Khi dịch giả không còn căng thẳng nữa thì nhiều loại hoa đã nở rộ ở nơi từng bị khóa chặt bởi lệnh giãn cách. Khi ấy đêm vắng ngắt vì Bình Dương là một trong những tỉnh thành chịu ảnh hưởng nặng nề bởi Covid trong đợt bùng phát lần thứ tư. Giờ thì hoa xuân khoe sắc trong ánh đèn đêm lung linh phố thị. Công việc người ta vẫn chưa hết mà ta chưa đi chơi hoa được. Nói chung cũng tầm là người dân cũng đi, chủ yếu là đi xem hoa là nhiều. Với lại là bây giờ thì chủ yếu là người ta vẫn còn công việc nhà cửa, người ta chưa dọn dẹp, đợi đón Tết thì làm sao người ta mua hoa về ta chưng được. Hoa trước thềm xuân Nhâm Dần ở Bình Dương năm nay sơm tụ như thời chưa dịch giả, chủ vựa sẵn sàng bán xuyên đêm. Mình chỉ tưới nước thôi, tưới nước là khi mà hết khách thì mình tưới cho nó tươi thôi. Nói chung ban ngày thì nó rõ hơn, tại cái ánh sáng nó đủ đó, còn cái này là ban tối thì ánh điện thì nó nhiều khi nó nhiều cái cây nó nổi mà nhiều cây thì nó không nổi. Về đêm, tiết trời mát mẻ nên dẫu lửa bông có phần bị thiệt chút đỉnh về chuyện ánh sáng tự nhiên, nhưng bù lại người thưởng lãm sẽ thông dong hơn, thời gian dành cho thú vui lựa bông kiển trưng ba ngày Tết cũng thoải mái hơn. Nhiều chủ vựa kiển nói có khi đến 2-3 giờ của đêm về sáng mới hết khách. Mua tới khoảng 1-2 giờ sáng thì mới hết khách, nếu như mấy ngày cao điểm á. 1-2 giờ sáng, cứ khoảng 2-3 giờ sáng là lúc đó đã hết khách rồi. Nên mình ngủ tới sáng. Rồi mình dậy mình đi chăm sóc cây tiếp. Thì tạm thời thì mình cứ chỉ có võng là chính. Chủ yếu mình làm võng. Có khoảng 10 ngày thôi. Chủ yếu mình làm võng 10 ngày. Còn ví dụ như ở trong những khu ở trong á thì người ta có cái nhà ở riêng, còn ở ngoài đây thì không có. Tiền bạc thì mình phải cất, đem về nhà cất. Chứ ở đây mình không có giữ tiền bạc gì trong người nhiều. Một vựa kiển Tết ven đường như vậy thường cần đến 2-3 người thay nhau trông nom, họ ăn ngủ luôn tại chỗ buôn bán. Có 2-3 anh em, những người này hôm nay người này mai người khác trông. Mình ăn thì mình kêu ở quán, còn tắm rửa thì ở đấy. Nói chung là đây có toilet, các thứ sinh hoạt bình thường. Đời sống buôn bán kiển Tết đêm là vậy, không ai phàn nàn chi hết. Nhìn cảnh này, với cư dân địa phương thì thật sự vui lắm vì những chậu hoa cúc, hoa giấy, mai, quất đang tràn ngập hè phố này tạo nên một không khí xuân vui tươi như chưa từng là tâm dịch.